Dự báo thời tiết hôm nay 13 tháng 9 năm 2020, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi có nơi mưa rất to. Dự báo thời tiết hôm nay 13 tháng 9 năm 2020, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Đài khí tượng Thủy văn, Bộ TNMT, hiện nay, ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 12 tháng 9 đến 3 giờ ngày 13. 9 như Lăng Quán, Tuyên Quang 100 mm, Việt Lâm, Hà Giang 91 mm, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 143 mm, Văn Lăng, Thái Nguyên 91 mm. Dự báo trong ngày và đêm nay 13/9, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi sáng nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, 12 giờ, riêng Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có nơi trên 50 mm, 12 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, khu vực Hà Nội, sáng và đêm nay, 13/9, có lúc có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở Bắc Bộ trong 6 giờ qua từ 19 giờ ngày 12/9 đến 1 giờ ngày 13 tháng 9, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, tập trung chủ yếu ở khu vực Việt Bắc, lượng mưa đo được tại một số trạm như Vĩ Thượng 25 mm, Việt Lâm 39 mm, Hà Giang, Yên Lâm 35 mm, Văn Lăng 93 mm, Tuyên Quang, Bình Xuyên 68 mm, Xuân Hòa 96 mm, Vĩnh Phúc, Vũ Trấn 69 mm, Thái Nguyên. Dự báo trong khoảng 6 giờ tới, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 90 mm. Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại một số khu vực thuộc các huyện Hoàng Su Phi, Tipi, Hà Giang, Xín Mần, Quang Bình, Vị Xuyên, Hà Giang, Sapa, Tipi, Lào Cai, Simacai, Lào Cai. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại một số khu vực thuộc các huyện Quản Bạ, Mèo Vạt, Đồng Văn, Bắc Quang, Bắc Mê, Hà Giang, Hàm Yên, Lâm Bình, Chiêm Hóa, Tipi, Tuyên Quang, Tuyên Quang, Bát Sát, Mường Khương, Bảo Thắng, Bắc Hà, Bảo Yên, Lào Cai, Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Yên Bái, Yên Lập, Hạ Hòa, Tam Nông, Phú Thọ, Định Hóa, Đại Từ, Võ Nhai, Đồng Hỷ, Tipi, Thái Nguyên, Phổ Yên, Thái Nguyên, Tuần Giáo, Mường Trà, Điện Biên, Mường Tè, Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên, Tipi, Lai Châu, Lai Châu, Chợ Mới, Na Di, Bắc Cạn, Sông Lô, Vĩnh Tường, Bình Xuyên, Tipi, Phúc Yên, Lập Thạch, Vĩnh Phúc, Yên Thủy, Lạc Sơn, Hòa Bình, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 33 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Nam cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 36 độ C. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C, phía Bắc có nơi trên 36 độ C. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam cấp 2, 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C.